đầu bếp đâu rồi ta? Chào Hồng Thanh, tới rồi. Chào đó Phương. Vậy thì Hồng Thanh với Phú Hưng cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu ngày hôm nay nha. À, vậy là đầu bếp Phú Hưng đã quyết định được món ngon gì để thực hiện trong chương trình hôm nay rồi đúng không? Đúng rồi, tại vì ngày hôm nay thì Phú Hưng đã đến đây rất là sớm. Bởi vì Phú Hưng đã nghe hộp thư thoại là vội vàng chạy ra chợ mua 3 trái dưa leo này về ngay liền. À, thì ra là như vậy. Vậy thì bây giờ Hồng Thanh và quý vị khán giả sẽ cùng lắng nghe hộp thư thoại xem là vị khán giả nào đã gửi yêu cầu về cho chương trình ngày hôm nay nha. Xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Con gái mình sắp lên Sài Gòn nhập học. Mình đang giúp con gái lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc mừng con đậu đại học và chia tay bạn bè. Mình muốn thực hiện một món khai vị ngon, lạ, hấp dẫn các cô cậu tuổi teen, nhưng chưa nghĩ ra được món gì. Rất mong chương trình giúp mình nhé. Như vậy là Hồng Thanh đã nghe được yêu cầu của vị khán giả đã gửi về cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày rồi. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nói lời chào đến tất cả quý vị khán giả nha. Đầu bếp Phước Hưng và Hồng Thanh mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, đưa tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Vậy thì ngày hôm nay Phú Hưng xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta hãy cùng nhau vào bếp thực hiện món gỏi mực chiên. Đầu bếp Phú Hưng ơi, với món gỏi mực chiên này thì chúng ta có cần chuẩn bị nguyên liệu cầu kỳ lắm không Phú Hưng? Chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau: 200g mực lá, húng lủi, dưa leo, gừng non, nửa củ hành tây, dầu mè, mè rang vàng, ớt sừng cắt sợi, tương ớt, bột mì và các loại gia vị thông thường, đặc biệt là sốt mayonnaise aji mayo. Đầu tiên thì Phú Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị chúng ta sẽ sơ chế cái phần dưa leo trước. Và ở đây thì Phú Hưng cũng xin quý vị lưu ý điều này, quý vị hãy lựa những trái dưa leo vừa đủ lớn và dày thịt thì dưa mới có độ giòn phù hợp với món gỏi của chúng ta hơn. Quý vị thân mến, vậy là đầu bếp Phú Hưng vừa mới chia sẻ chúng ta một mẹo nhỏ, đó là để thực hiện được món gỏi mực chiên được ngon thì quý vị hãy lựa những trái dưa leo vừa đủ lớn và dày thịt để chúng ta có được một món gỏi hấp dẫn nhất quý vị nha. Phần dưa leo này thì chúng ta sẽ bổ ra bỏ hết ruột, chúng ta cắt lát xéo dày khoảng 3mm. Tiếp theo chúng ta sẽ làm đến công đoạn gì hả Phước Hưng? Phước Hưng sẽ ướp vào dưa leo này là nửa muỗng cà phê đường, trộn đều lên và Hưng sẽ để sang một bên để cho nó thấm. Và củ hành tây này thì Phước Hưng sẽ cắt múi cao, nhưng đặc biệt chúng ta làm gỏi thì quý vị hãy cắt múi cao lát mỏng nha. Với món gỏi này thì chúng ta cắt múi cao hành tây mỏng mỏng thôi nha quý vị. Rồi và bây giờ Hưng sẽ cho hết vào tô nước đá. Kế tiếp thì chúng ta sẽ cắt cái phần gừng non này ra thành những sợi nhuyễn. Rồi và bây giờ Hưng sẽ cho sang một bên. Còn phần lá húng lủi này thì một phần thì Phước Hưng sẽ cắt nhuyễn, còn một phần thì chúng ta sẽ để nguyên lá để một chút xíu chúng ta sẽ dùng trang trí. Kế tiếp, phần mực lá thì quý vị hãy nên lựa những cái mực lá dày thì chúng ta sẽ làm gỏi sẽ ngon hơn. Và phần mực lá này thì Phương sẽ hướng dẫn cho quý vị chúng ta sẽ khứa vảy rồng rồi quý vị cắt ra thành những lát vừa ăn. Đầu bếp Phước Hưng đang khứa vảy rồng cho miếng mực này và sau khi khứa xong thì sẽ cắt ra thành những miếng vừa ăn. Bây giờ thì mực cũng đã sắc xong, Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị một công đoạn cũng khá là quan trọng cho món ăn này, thì chúng ta hãy pha bột. Ở đây thì Phước Hưng đã chuẩn bị một muỗng canh bột mì, trộn vào bột mì một muỗng canh Ajiquick bột chiên gà giòn. Và đây cũng là mách nhỏ cho tất cả quý vị khán giả, chúng ta nên chiên mực với Ajiquick bột chiên gà giòn để cho mực của chúng ta không bị khô và thấm gia vị hơn. Như vậy là đầu bếp Phước Hưng vừa mới chia sẻ một và mẹo nhỏ nữa cho tất cả quý vị khán giả, đó là khi thực hiện món gỏi mực chiên này thì chúng ta sẽ sử dụng bột Ajiquick bột chiên gà giòn để cho mực không bị khô và thấm đều gia vị. Quý vị hãy lưu ý nha. Kế tiếp thì Hưng sẽ cho hết cái phần mực mà chúng ta đã khứa vảy rồng vào đây. Và bây giờ Hồng Thanh giúp giùm Hưng cái này nha. Đây. Thường thường khi mà chúng ta đã nghe đến món gỏi thì cái nước trộn gỏi thì ai cũng nói tới là sắt hay là đường hay là ớt gì hết. Nhưng mà ngày hôm nay món gỏi mực chiên nó đem đến cho quý vị một cái sự lạ miệng, đó chính là cái nước sốt mayonnaise mà pha với tương ớt. Hưng sẽ pha vào đây là một muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo, cho vào đây là một muỗng canh tương ớt, một muỗng cà phê dầu mè. Hưng sẽ trộn đều lên. Rồi vậy là phần sốt của chúng ta đã xong. Bây giờ Hưng sẽ bắt chảo dầu lên bếp. Rồi. Nè. Dầu trong chảo của chúng ta đã nóng già rồi, bây giờ Hưng sẽ cho mực vào đây nè. Món mực này thì chiên rất là nhanh, khi mà quý vị thấy mực của chúng ta đã vàng giòn rồi thì chúng ta có thể vớt ra được. Phước Hưng ơi, bây giờ thì hình như là mực của chúng ta đã có màu vàng rất là đẹp và nhìn có vẻ rất là giòn rồi đúng không Hưng? Đúng rồi, và bây giờ Hưng sẽ vớt hết cái phần mực này ra. Khi mà chúng ta chiên mực ra rồi thì quý vị hãy để cho mực nguội rồi chúng ta hãy đem vào trộn. Làm như vậy thì giúp cho rau của chúng ta sẽ giữ được độ giòn ngon hơn. Đầu tiên thì Hưng sẽ cho phần dưa leo vào, cho hết phần củ hành tây vào đây, ớt sừng cắt sợi nè, gừng. Cho hết cái phần mực chiên vào đây. Cho hết cái phần sốt mayonnaise mà chúng ta đã trộn từ ban đầu vào. Hưng sẽ cho vào đây là khoảng một muỗng canh mè rang. Cuối cùng thì quý vị hãy cho hết cái phần húng lủi cắt nhuyễn vào đây.
và chúng ta trộn lại lần nữa. Cho vào sau cùng. Bây giờ Hưng sẽ cho ra đĩa nè. Wow, món gỏi mực chiên của chúng ta nhìn rất là đẹp mắt nha quý vị. Cho lên đây một ít mè nè. Rồi. Đây. Mời Hồng Thanh. Cảm ơn Phước Hưng. Và bây giờ thì Hồng Thanh rất là muốn chia sẻ cho quý vị nghe cảm nhận của mình khi mà được nếm thử món gỏi mực chiên mà hôm nay đầu bếp Phước Hưng đã thực hiện. Đó là những cái miếng mực được chiên vàng giòn, vẫn giữ được cái độ tươi ngon của mực, kết hợp thêm với những miếng dưa leo vừa ngọt ngọt, rất là ngon. Rồi không thể thiếu một cái vị chua chua béo béo thật là tuyệt vời của sốt aji mayo. Tất cả những nguyên liệu này kết hợp lại với nhau tạo nên một món ăn cực kỳ vừa miệng luôn đó quý vị. Quý vị thân mến, hy vọng rằng chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ như một người bạn thân thiết và chân thành để quý vị có thể gửi tất cả những thắc mắc của mình có liên quan đến công việc bếp núc. Hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại về số 0838237557, hoặc còn một cách khác là quý vị hãy truy cập vào trang web của chương trình ở địa chỉ www.monngonmoingay.com, hay là quý vị có thể tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đi đến trang web của chương trình. Đến đây thì đầu bếp Phước Hưng và Hồng Thanh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.